Xin kính chào quý khán giả, quý bà con đang theo dõi chương trình chia sẻ kiến thức nông nghiệp của công ty ADI trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúc bà con có một buổi tối thật nhiều niềm vui và nhận được những thông tin bổ ích từ chương trình. Thưa quý bà con, trong quá trình trồng lúa có rất nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại. Và khi cây lúa bước vào giai đoạn nứt đồng và chỗ, đây là thời điểm trọng yếu của cây lúa, có nhiều dịch hại xuất hiện. Và trong vụ xuân năm nay, dày là đối tượng mà bà con cần phải quan tâm. Nếu không có biện pháp quản lý kịp thời, dày sẽ phát triển mạnh thành các ổ, gây hiện tượng vàng lá, lụi thân, thậm chí là cháy dày cục bộ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng của lúa. Hiện nay thì một số tỉnh miền Trung đang trong giai đoạn đồng to và lẹt xẹt chỗ. Tại khu vực đồng bằng sông Hồng và Trung Du miền núi, lúa đang bắt đầu có đồng và có xuất hiện dày cục bộ. Việc làm cần thiết đối với bà con nông dân trong giai đoạn này là thường xuyên thăm đồng, xác định mật độ dày và tuổi dày để tiến hành phòng trừ đạt hiệu quả cao. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cho bà con về giải pháp quản lý dày hại lúa giai đoạn trước chỗ qua sự chia sẻ của chuyên gia kỹ sư Yên Trần và kỹ sư Nguyễn Cảnh Hùng, kỹ thuật thị trường khu vực Nghệ An. Và đầu tiên thì xin được mời chuyên gia Yên Trần sẽ xuất hiện và trò chuyện cùng quý bà con về chủ đề này ạ. Xin mời chuyên gia. Vâng, xin chào quý bà con, xin chào các anh chị em, đặc biệt là những hộ đang gieo cấy lúa. Thì như vừa rồi thì MC Vân Anh cũng đã chia sẻ với quý các bà con là trong cái giai đoạn hiện nay thì các tỉnh phía Bắc Trung Bộ như là vùng Thanh Hóa, Nghệ An thì đang bắt đầu vào cái giai đoạn mà lúa cuối làm đồng, tức là lúc đấy đồng to và đang bắt đầu chỗ ạ. Thì giai đoạn này là cái giai đoạn mà bà con chúng ta cần phải phòng trừ, đặc biệt là cái đối tượng dày. Và cái dày giai đoạn này thì nó rất là nguy hại đúng không ạ, nếu mà chúng ta không quản lý kịp thời. Và ngay sau đây thì Yên cũng muốn chia sẻ cùng bà con là chúng ta sẽ nhìn nhận cái vấn đề dày nó như thế nào và những cái hệ quả cũng như cách quản lý dày ra sao để đạt hiệu quả cao. Thì như quý bà con đã biết là khi mà chúng ta đi ra đồng, chúng ta thấy có rất là nhiều cái loại dày mà trên cái ruộng lúa của chúng ta. Có những cái con dày nó có những cái màu vàng nhạt, có những con dày thì màu nâu, có những con dày thì màu đen, mà thậm chí có những con dày thì cánh nó màu trắng mà trên cánh nó có những cái đốm đen đen đúng không ạ? Thì đấy là những cái loại dày khác nhau. Thông thường thì trên đồng ruộng chúng ta thấy có ba loại dày chính là dày nâu, dày lưng trắng và dày nâu nhỏ. Vậy thì ba cái đối tượng này nó sẽ gây hại như thế nào cho cái ruộng lúa chúng ta? Đầu tiên là về con dày nâu thì đa số là bà con chúng ta đều đã nhận biết được con dày nâu, thì thường nó sẽ có màu nâu nhạt. Và dày nâu thì nó có hai loại chính, đó là dày có cánh dài và dày cánh ngắn. Và con dày trưởng thành cánh dài á thì thường là sẽ xuất hiện vào giai đoạn đầu của cây lúa và giai đoạn lúa chín. Và cái con dày cánh dài này có khả năng bay rất là khỏe, cho nên là đang di chuyển mạnh. Và thứ hai là con dày trưởng thành cánh ngắn. Con dày trưởng thành cánh ngắn này thì nó rất là thụ động, tức là nó sẽ xuất hiện nhiều vào cái giai đoạn mà nguồn thức ăn phong phú dồi dào. Đấy chính là cái giai đoạn mà từ giữa cái giai đoạn mà lúa đẻ nhánh rộ đến cái giai đoạn mà chỗ bông. Và con dày này do cánh nó rất ngắn cho nên nó rất là ít khi di chuyển, và di chuyển rất là chậm chạp, tức là bò một cách rất là chậm. Và có một cái đặc điểm mà bà con chúng ta chú ý, đó là dày nâu là mô giới truyền bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa. Và chính cái việc mà nó truyền bệnh như thế này thì làm cho cái ruộng lúa của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Và khi bà con ra ngoài để thăm đồng ấy, thì thường bà con sẽ vạch những cái khóm lúa của chúng ta ra, thì chúng ta sẽ thấy những cái con dày kích thước rất là nhỏ, cả trứng rồi con non và con trưởng thành thì đều sống ở phía trên gốc lúa và phía trên mặt nước. Cho nên là khi chúng ta quan sát thì cũng rất khó. Và khi chúng ta phòng trừ, nếu chúng ta phòng trừ mà không đạt cái hiệu quả, cũng như chúng ta không tìm được cái giải pháp mà hợp lý, thì cái hiệu quả chúng ta sẽ không cao. Vâng, xin chào quý anh chị em, xin chào anh Mão, xin chào bạn Lưu, xin chào em Khương nha, xin chào chị Hằng. Thì để chúng ta có thể nhận biết được là cái con dày nâu nó
nó gây hại như thế nào, chúng ta cùng theo dõi tiếp. Thì Yên cũng sẽ giới thiệu sơ qua thôi để bà con chúng ta có thể nắm được những cái cơ bản. Đấy là dầy nâu thì nó thường là đẻ trứng ở trên lá cây, đặc biệt là mặt sau. Sau đó trứng sẽ nở thành dầy cám, rồi phát triển thành dầy trưởng thành có hai loại mà vừa rồi Yên có nói. Đấy là con dầy cánh ngắn và con dầy cánh dài. Thì tùy từng giai đoạn của cây lúa mà cái mật độ hay là số lượng con dầy cánh ngắn và con dầy cánh dài nó sẽ là khác nhau. Thì chúng ta thấy rằng là cái vòng đời của con dầy nâu nó rất là ngắn, tức là từ khi nó là trứng đến khi cho con trưởng thành và bắt đầu sinh sản đến lứa tiếp theo thì nó rất là ngắn, nó khoảng 25 đến 30 ngày, tức là một tháng đã được một lứa rồi, khi mà nhiệt độ nó ấm áp là từ 25 đến 30 độ C. Và nếu mà thời tiết nắng nóng hơn thì cái vòng đời này nó sẽ càng ngày càng ngắn. Và thông thường thì chúng ta thấy là cả cái con dầy cám và con dầy trưởng thành thì đều gây hại cho lúa, và nó truyền virus được từ những cây bị bệnh sang những cây khỏe hơn. Tức là nếu mà nó đã gây hại trên cái khóm này, cái chòm này, thì tiếp tục nó di chuyển, nó sẽ mang theo cái virus ở trong cái vòi, trong cơ thể nó lại chích vào cái cây khỏe và nó truyền virus vào cho cái cây khỏe đó. Nó sẽ là lây lan cái virus thông qua cái việc mà chích hút ở trên cái cây lúa. Và có một cái đặc điểm mà chúng ta cần chú ý, đó là cây cây non ấy thì nó sẽ dễ bị nhiễm bệnh hơn và có thể là sẽ không thể trổ bông được. Và những cái cây mà đã già rồi, tức là giai đoạn từ sau khi trổ trở đi, thì nó cũng ảnh hưởng đến năng suất. Và khi mà bà con thấy là cháy dày thì có khi là chúng ta còn không thu được cả rơm, đúng không? Nó sẽ lụi hết. Và bà con chúng ta chú ý rằng là ngoài cái việc mà chúng ta thấy là nó thi thoảng có những cây bị vàng da, thì chúng ta thấy những cái biểu hiện ở trên ruộng lúa như nào để chúng ta nhận dạng, đúng không? Đầu tiên chúng ta thấy có những cái bụi lúa, nó có hai loại. Đấy là bệnh lùn xoắn, là cây lúa nó màu xanh nhưng mà lá xanh đậm hơn, nó lùn thấp hơn so với những cây lúa thông thường, lá nó lại xoắn lại, lá nó xoắn lại làm cho cây lúa kém phát triển. Loại thứ hai là vàng lùn, tức là cây lúa nó lùn, nó vàng, lá nó kém phát triển, nó giống như kiểu là bị một cái tác động làm cho cái cây lúa nó không phát triển được, nó giống như một cái dạng ngộ độc, thì đó chính là virus gây ngộ độc cho cái cây lúa. Và đến giai đoạn mà chỗ thì nó rất khó thoát được quả bông ra, hạt nó nhỏ, nó bị thâm đen và lá thì thường là sẽ ôm sát so với cái quả bông. Và chính vì cái điều này, một số bà con khi chúng ta giai đoạn này, giai đoạn cuối làm đồng và giai đoạn mà chuẩn bị chỗ rồi, bà con chúng ta không quản lý kịp thời, không ra thăm đồng thường xuyên, và để cho hiện tượng có dầy nâu gây hại thì nó sẽ là cái nguy cơ mà lúa của chúng ta kém phát triển, cũng như là chỗ không đồng đều, và thậm chí là cái chỗ này nó cũng sẽ không đạt được hiệu quả cao, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lúa của bà con. Và có một cái đặc điểm khi mà chúng ta bị gây hại nặng lúa, với những cái ruộng mà dầy nâu gây hại nặng thì nó xuất hiện hiện tượng là cháy thành tròn, thậm chí có thể cháy cả ruộng. Và khi chúng ta nhìn những cái biểu hiện như thế này, chúng ta thấy rất là xót xa, đúng không? Chỉ cần một cái thao tác rất là nhỏ, đấy là bà con chúng ta ra ngoài thăm đồng thường xuyên, chúng ta vén cái gốc lúa ra, bà con vỗ nhẹ vào cái phần gốc, những cái phần mà có nhiều nhánh, nhiều ré đấy, xem là có cái vật thể gì nó rơi ra, nó đọng lại trên nước hay không, thì chúng ta sẽ nhìn thấy và chúng ta xem mật độ nó cao hay nó thấp để chúng ta phòng trừ. Và một loại thứ hai đó là có con dầy lưng trắng. Thực ra là dầy lưng trắng thì bà con thường là ít quan tâm đến hơn, nhưng mà đặc biệt là các tỉnh phía Nam thì bà con rất là quan tâm. Và với con dầy lưng trắng này và con dầy nâu nhỏ thì là mô giới truyền bệnh lùn sọc đen. Và với con dầy lưng trắng thì cái điều kiện mà để cho nó phát sinh phát triển mạnh nó khoảng từ 25 đến 29 độ C. Và con dầy trưởng thành thì nó sẽ sống được khoảng 18 đến 30 ngày. Và trung bình
một đứa dầy thì nó đẻ rất là khỏe, từ 300 đến 5 đến 350 trứng. Vậy cho nên là nếu chúng ta không quản lý kịp thời thì cái việc mà mật độ nó sẽ phát sinh nhanh, nó bùng phát dịch dầy sẽ có thể xảy ra. Và thông thường thì trong một năm thì có khoảng 6 đến 7 lứa dầy lương trắng gây hại. Như là cái vụ xuân ấy, thông thường thì nó gây hại vào cuối tháng 4 đến giữa tháng 5, chính là cái thời điểm chuẩn bị tới đấy ạ. Bây giờ đã là ngày mùng 9 tháng 4 rồi, thì chỉ vài hôm nữa thôi là chúng ta lại chuẩn bị vào một cái lứa dầy lưng trắng. Cho nên là bà con chúng ta nên thường xuyên ra đồng để kiểm tra, làm sao chúng ta kịp thời cái phát hiện ra con dầy lưng trắng ở trong điều kiện vụ xuân này. Chúng ta có những cái biện pháp để chúng ta quản lý. Và bà con chú ý là cả cái con dầy non và dầy trưởng thành thì đều gây hại cho lúa. Và khi mà dầy nó chích vào thân cây rồi chích vào lóng thì nó sẽ làm cây lúa bị héo đi, hạt lúa bị lép lửng và thời gian chín của cây lúa chúng ta sẽ bị kéo dài. Tức là thông thường thì từ khi nó bắt đầu chỗ đến khi chín hoàn toàn của cây lúa nó khoảng 30 ngày. Thì khi mà dầy lưng trắng nó gây hại làm cho cái thời gian chín bản thân trên cùng một bông nó đã kéo dài hơn so với bình thường, rồi trên một cây nó dài hơn, và tổng thể trên cả ruộng chúng ta có thể là trên một tháng mới chín được, và làm cho quá trình mà chúng ta sắp xếp cái thời gian thu hoạch cũng như mà cái giá trị, tức là cái chất lượng của hạt gạo chúng ta sẽ giảm sút, bởi vì có những cái hạt thì đã chín quá rồi, có những cái hạt thì còn vẫn rất xanh, chúng ta không thể chờ đợi là nó chín hết rồi chúng ta mới thu hoạch, đúng không ạ? Đặc biệt là các tỉnh phía Nam, khi chúng ta đưa máy vào chúng ta gặt hàng loạt, chúng ta không thể chờ đợi là có một hai cái mảnh ruộng mà dầy gây hại làm cho chưa chín mà chúng ta thu, đúng không ạ? Chính vì điều này thì đặc biệt các bà con phía Nam, những cái thửa nào mà có dầy thì chúng ta cố gắng quản lý sớm và kịp thời. Và Yên cũng khuyến cáo bà con là giai đoạn này là cái giai đoạn mà chuẩn bị cái lứa dầy nó đã gây hại, cho nên là bà con chúng ta cần phải thường xuyên ra đồng cũng như là phải tỉ mỉ để quan sát xem là trong ruộng của nhà ta có dầy hay không. Tiếp theo là chúng ta thấy là cái đối tượng thứ ba mà Yên muốn nói đến đây là ở đây là con dầy nâu nhỏ. Thì con dầy nâu nhỏ này về cái việc mà quá trình sinh trưởng phát triển nó tương tự so với con dầy nâu, tuy nhiên là con dầy nâu nhỏ này nó lại thích điều kiện mát mẻ hơn. Ví dụ như mấy hôm nay thời tiết nó đang khoảng 20 đến 25 độ thì dầy nâu nhỏ nó sẽ thích hơn rất là nhiều. Và cái vòng đời của dầy nâu nhỏ thì nó dài hơn so với cả dầy nâu và dầy lưng trắng. Nó khoảng 45 đến 50 ngày, tức là khoảng 1 tháng rưỡi. Và đặc biệt cái con dầy nâu nhỏ này hay còn gọi là dầy xám đấy ạ. Thông thường thì nó sẽ xuất hiện nhiều ở cái giai đoạn lúa chỗ trở đi. Với các tỉnh phía Bắc thì bà con chúng ta gieo cấy thường là đồng loạt và tập trung, cho nên cái việc mà xuất hiện của dầy nâu nhỏ chúng ta có thể kiểm soát được. Nhưng với những cái tỉnh từ Nam Trung Bộ trở vào và đặc biệt là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng như là vùng Đông Nam Bộ thì chúng ta biết rằng là bà con gối lúa liên tục, những có mảnh này thì là đang là lúa non mới gieo mạ, mảnh cạnh là lúa đang chỗ, rồi mảnh tiếp theo là lúa chuẩn bị chín. Cho nên là cái việc mà con dầy nâu nhỏ hay con dầy xám liên tục gối lứa ở trên cánh đồng gây hại là một điều luôn xảy ra. Cho nên bà con chúng ta cần phải kiểm soát cái con dầy nâu nhỏ này kịp thời, đúng lúc, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, để làm sao tránh cái hiện tượng là con dầy nâu nhỏ cối lứa nhiều quá làm cho cái việc mà khó kiểm soát và cái vấn đề gây hại của con dầy nâu nhỏ như thế nào. Con dầy nâu nhỏ thì cả dầy non và dầy trưởng thành thì đều gây hại. Thứ nhất là trên bông, rồi trên ré, rồi trên hạt lúa mới chỗ thoát. Tức là khi bông lúa nó mới chỗ ra thì con dầy nâu nhỏ nó cũng có thể gây hại rồi. Và khi mà nó đốt nó gây hại như thế, đầu tiên là ảnh hưởng trực tiếp đến cái khả năng sinh trưởng phát triển
cũng như là tổng hợp dinh dưỡng của cây lúa. Rồi tiếp theo là làm cho cái hạt lúa bị lép rồi bị lửng, lửng nó không căng mọng, và khi mà bà con xay sát thì cái tỷ lệ gãy rất là cao. Và có một điều rất quan trọng đó là hạt gạo nó bị thui đen, và hạt gạo thui đen như này thì vừa đắng lại còn vừa xấu, mất thẩm mỹ và mất đi cái giá trị của cái hàng hóa, đặc biệt trong thời điểm này là lúa gạo của Việt Nam đang được giá và rất có tiềm năng về kinh tế, cho nên bà con chúng ta càng cần phải chú ý hơn, đặc biệt cái đối tượng dày nâu nhỏ này. Và khi bà con chúng ta ra ngoài đồng, chúng ta còn thấy rằng là những nơi nào mà có mật độ của con dày nâu nhỏ hay con dày xám là nhiều ấy, thì trên lá còn xuất hiện cả những cái muỗi đen. Đấy chính là một cái đặc điểm mà chúng ta có thể nhận biết để chúng ta xem là những cái vùng nào mà hiện tại đang mật độ cao, đúng không? Và với con dày nâu nhỏ này cũng là một cái đối tượng truyền bệnh virus gây đốm đốm sọc virus và lồn sọc đen ở trên cả lúa và ngô. Cho nên với những cái mảnh ruộng mà chúng ta trồng lúa cạnh ngô thì những cái ruộng mà lúa có những con dày nâu nhỏ thì ruộng ngô chúng ta cũng có nguy cơ sẽ bị lây lan cái bệnh. Và cái việc mà cụ thể bị ngô như thế nào thì rất là mong bà con chúng ta có thể theo dõi trong những cái buổi mà chúng ta chia sẻ kinh nghiệm số tiếp theo. Tiếp theo là đây là cái biểu hiện mà lúa bị lùn sọc đen, bà con có thể quan sát. Thì lúa bị lùn sọc đen chúng ta quan sát thấy ở trong ruộng là có những cái bụi nó thấp hẳn lại, có thể xuất hiện những lá bị vàng và có thể chỉ thấy những cái cây nó thấp đi, lá nó dày lại, nó xoắn lại. Trên bà con bóc ra cái lóng, bà con bóc ra cái lóng thì sờ vào cái lóng đấy, chúng ta sẽ thấy những cái u sần lên. U sần lúc đầu nó chỉ là những cái màu trắng và chúng ta khó quan sát. Chúng ta sờ chúng ta sẽ cảm nhận được dần dần nó sẽ phát triển nhiều hơn, trở thành những cái sọc màu đen và có thể xuất hiện những cái phần mà đẻ nhánh trực tiếp ở trên những cái lóng lúa chính, có thể đẻ nhánh ở trên lóng lúa. Và cái vấn đề này thì thông thường là bà con chúng ta đã để đến giai đoạn sau rồi, và chúng ta có thể quan sát là ở trên cái cây lúa mà giai đoạn chỗ đấy thường nó sẽ xoắn lại và chỗ rất khó thoát, nó không chỗ được hết cả bông ra, mà thậm chí là những cái bông mà nó chỗ một phần ra đấy cũng có thể là lép hết, có thể sẽ không được thu hoạch. Cho nên là bà con chúng ta ra ngoài đồng, chúng ta chỉ cần quan sát một vài cái khóm thôi, chúng ta có thể dự đoán được là đây là bệnh do cái đối tượng nào gây ra, và chúng ta sẽ quản lý những cái lứa dày đấy như thế nào. Thông thường ấy thì chúng ta sẽ quản lý ba cái lứa dày chính mà bà con cần chú ý, đó là giai đoạn đẻ nhánh này, giai đoạn tiếp theo là giai đoạn cuối đồng đến chỗ, giai đoạn sau chỗ. Thì hôm nay chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến là giai đoạn đồng đến chỗ. Thì cái lứa dày này bà con chúng ta cần phải phun những cái sản phẩm mà quản lý dày để đạt được hiệu quả tích cực, cũng như là phải đạt hiệu quả nhanh. Cái sản phẩm mà Cha Tốt 600 VG thì nó lại có tác dụng hiệu quả nhanh và lâu dài, cái thời gian lưu dẫn rất là lâu. Thì sau khi mà phun cái sản phẩm này vào thì bà con thấy là dày nó sẽ bị tê liệt như nào, tức là co vòi vào, có thể dày chưa chết ngay, nó co vòi lại, nó không chích vào được. Đấy là cái biểu hiện đầu tiên mà chúng ta cần kiểm soát được con dày, nó sẽ không chích vào, nó sẽ không truyền virus, không gây bệnh, đúng không? Và khi mà nó bị co vòi, nó tê liệt thần kinh rồi thì con dày nó sẽ bị chết, và nhanh nhất là chết sau 24 giờ và tiếp theo là có thể kéo dài được đến khoảng 20 ngày. Và cái cơ chế hấp thụ thì rất là đơn giản, đó là làm cho cái khi mà phun thuốc vào thì nó sẽ lưu dẫn theo cả hai chiều, là lên ngọn và xuống lên gốc. Và đặc biệt là thuốc này thì nó ít ảnh hưởng đến thiên địch. Thiên địch là gì? Là những con ví dụ như là những con bắt mồi chuyên để tiêu diệt dày nâu, dày lưng trắng, rồi dày xám, rồi ít tác động đến con người, phù hợp với những cái quá trình mà chúng ta canh tác tổng hợp IPM. Và đặc biệt
là chúng ta thấy là cái quản lý cái việc mà rỉ kháng thuốc rất hiệu quả. Khi mà bà con phun ấy, thì chúng ta lại không phải rẽ lúa mà bà con cứ thế phun phủ, có khả năng lâu dưỡng rất là tốt. Và đặc biệt là sau 24 giờ thì bà con khi mà kiểm tra đồng ruộng thì bà con thấy rằng là rầy đã chết như ngả rạ dưới gốc. Và khi mà quản lý được như thế này thì bà con rất yên tâm là chúng ta sẽ không phải lo lắng về cái việc mà hiện tượng cháy rầy xảy ra. Tuy nhiên là nên khuyến cáo bà con rằng chúng ta nên ra thăm đồng, chúng ta thấy có xuất hiện, đặc biệt cái giai đoạn mà làm đồng đến chỗ này là cái giai đoạn cây lúa nó rất là mẫn cảm, nó giống như là người phụ nữ đang mang thai đấy ạ, thì nó rất là yếu, cho nên là bà con nên quản lý sớm để đạt được hiệu quả cao, chứ tránh để những trường hợp mà mật độ nó cao như này rồi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình mà cái cây lúa nó trổ bông cũng như là về năng suất về sau. Và bà con chú ý là với cái sản phẩm này thì chúng ta quản lý được cả ba loại rầy: rầy nâu, rầy lưng trắng và rầy xám, và quản lý được ngay cả những cái giai đoạn nó khó phun xịt nhất, đấy là trước và sau chỗ. Giai đoạn đấy là cây lúa rất là mẫn cảm, tức là không phải là loại thuốc nào cũng có thể chúng ta phun được, mà chúng ta phải phun lúa thật là an toàn. Rồi chúng ta hạn chế cái việc mà cháy rầy, đấy là do chúng ta quản lý được cái con rầy nhanh và hiệu quả và an toàn cho cả con người và thiên địch. Và có một cái chú ý cho bà con là trong cái giai đoạn mà cuối đẻ nhánh trở đi thì bà con phải thường xuyên ra đồng để xem là cái việc ruộng lúa của nhà mình nó có bị tốt quá không hay như nào đấy, để chúng ta cân đối vào cái việc mà chúng ta quản lý dinh dưỡng. Với những cái ruộng lúa mà nó kém phát triển mà giai đoạn này có rầy, thì trong lúc mà bà con phun thuốc trừ rầy thì bà con có thể cộng thêm một chút cái phân bón qua lá với những sản phẩm, ví dụ như là cái sản phẩm Butamac 1, nó là hữu cơ thì nó rất an toàn và đặc biệt là nó làm cho cây lá lá chúng ta nó cứng cáp, nó dày và nó tăng cái khả năng chỗ cũng như là cái việc mà tăng cái tỷ lệ thụ phấn cho cái bông lúa. Rồi ngoài ra thì bà con chúng ta khi mà làm thì bà con chú ý nữa là chúng ta nên phun thuốc thì phun phải đúng liều đúng thời điểm. Đó là với cái sản phẩm này thì chúng ta có thể phun một cái gói 7,5 gram đó cho khoảng 12 lít nước. Thì với cái bình 20 đến 25 lít nước thì bà con chúng ta phun hai gói trong một bình, và chúng ta có thể quản lý cơ bản về rầy đến giai đoạn sau khi mà mật độ chúng ta đảm bảo ở cái mức an toàn. Vâng, và chúc cho bà con sẽ có một mùa bội thu khi chúng ta quản lý được rầy ngay từ giai đoạn này một cách hiệu quả. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia Yên Trần. Và vừa rồi thì chuyên gia đã cho chúng ta thấy được tác hại của rầy gây thiệt hại rất lớn đến năng suất và chất lượng của cây lúa nếu như mà chúng ta không có biện pháp quản lý kịp thời. Và nếu bà con có câu hỏi thắc mắc nào sau phần chia sẻ của chuyên gia thì ngay bây giờ mình hãy để lại bình luận hoặc nhắn tin cho công ty ADE để chúng tôi tập hợp lại câu hỏi và giải đáp cho quý khán giả ở phía cuối chương trình nhé. Và bà con cũng đừng quên chia sẻ livestream này để cho giúp cho nhiều người cùng vào tương tác này và trò chuyện với chuyên gia kỹ sư của chúng tôi ạ. Và tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của kỹ sư cán bộ thị trường khu vực Nghệ An, anh Nguyễn Cảnh Hùng sẽ chia sẻ tới quý bà con về giải pháp quản lý rầy hại lúa giai đoạn trước chỗ và cách sử dụng thuốc như thế nào để đạt hiệu quả cao nhé. Xin mời anh ạ. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì cũng là ngày đầu tháng âm lịch, tháng 3. Thì thay mặt cho ekip chương trình thì chúc mọi người là có một buổi tối thật vui vẻ và một tháng mới là gặp nhiều may mắn. Đối với cái chương trình hôm nay thì quá phần cái trình bày của cái đồng chí Yên Trân thì đối với rây rây nấu và rây lưng trắng thì đối với ở Nghệ An thì giai đoạn này thì lúa có hai trà, một trà là khoảng ngày mùng 7 mùng 8 bắt đầu trổ, còn một trà nữa là ngày mùng 18 đến 20 là lúa trổ. Trước nhiều cái đối tượng gây hại của cái lúa thì hôm nay bên công ty đây có cái chương trình là quản lý rau rây trước trổ và sau trổ. Thì như chúng ta đã biết thì hậu quả của cái rây nấu và rây lưng trắng hại lúa thì như đồng chí Yên Tanh đã nói thì
nó có tác hại, những tác hại sao? Thứ nhất là lá lúa héo vàng, thứ hai là cái sinh trưởng kém, thứ ba là khô cháy và chết, thứ bốn là nó mở đường cho các loài nấm bệnh tấn công, và thứ năm là môi giới truyền bệnh cho một số virus vàng luôn luôn sản lá cho vụ hè thu. Đây. Còn đây là một số cái hình ảnh tôi cập nhật được năm 2023, tức là năm mới nhất tại ở tại Nghệ An, tại hình ảnh này tại ở Quế Phong, tức là xảy ra có cả xuất hiện bị cháy rây nâu và rây lưng trắng. Đó là hình ảnh vụ hè 2023 ở Quế Phong. Đây cán bộ của huyện đi kiểm tra lúa cháy rây ở một số cái điểm đấy. Đây là một số hình ảnh ở Quế Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, vụ 2023. Đấy là cái một cái đặc lâu nay hiểm thấy ở Nghệ An là cái rây lưng trắng lại gãy, lại chạy rây vụ hè 2023. Rây nấu thì như chúng ta đã biết thì rây nấu là chạy rây là cái chuyện nám nào cũng có, nhưng mà rây lưng trắng gãy hài vụ hè 2023 là một cái bất ngờ. Vì trước khi mở gieo lúa thì đã kiểm tra đã tẹt cái ấm tính với vàng lùn, nhưng mà cuối vụ thì vẫn bị chạy rây lưng trắng ở Nghệ An. Tức là hình ảnh này là được cập nhật ngày 9 tháng 9 2023 trên đất lúa mua ở Quế Phong. Thì đối với nhưng mọi người đều biết là con rây lưng trắng với lại rây nấu là cùng một loài, cùng là chủng loài của rây, thì nó dùng dùng voi để chích hút. Nhưng mà có hai triệu chứng gây hại đến đối với cây trồng, cái cây lúa nói riêng á, là chúng ta phải chú ý. Thứ nhất là đối với rây nâu, thường nó chích hút ở phía dưới gốc. Con rây lưng trắng là có xu hướng là chích hút ở phía trên lạ. Nên là có hai cái triệu chứng đối với cái rây lưng trắng là chạy kiểu khác, mà rây nâu thì chạy kiểu khác. Rây nâu thì thường chạy ở dưới gốc và đồng lúa nó sập luôn. Con rây lưng trắng là nó chạy trên lá xuống, nó màu vàng, nó không bị sập lúa. Đó là hai cái đối tượng rây nâu và rây lưng trắng. Còn trên đồng ruộng thì chúng ta thường chú ý rây nâu, rây lưng trắng, nhưng mà chúng ta nhiều khi bỏ quên cái đối tượng là thiên địch của rây nâu. Thiên địch của rây nâu thì có rất nhiều loài ong ký sinh, nhưng mà có một số loài, nhưng mà có hai cái loài tôi thấy là trên đồng ruộng nhiều là thiên địch của rây. Nhìn rây là thứ nhất là nhìn sỏi văn đinh ba, đến hình ảnh chúng ta cũng thấy. Thứ hai là cái bò xịt mu xanh. Hai đối tượng thì chúng ta đấy là hai đối tượng là thiên địch của con rây. Còn cái này tôi cũng chia sẻ thêm, nhiều người cũng suy nghĩ là tại sao nói con rây, nhưng mà không có ai khi nào nói rây đực và rây cải. Thì trong cuộc sống con người như vậy, mà đến con rây cũng như vậy, khi đẻ trứng thì phải có con đực con cải. Thì theo tổng kết của các ban ngành thì rây đực và rây cải trong điều kiện môi trường bình thường thì tỷ lệ rây nấu cánh dài và tỷ lệ đực và cải là 1:1. Còn trong điều kiện môi trường thuận lợi sẽ xuất hiện rây nấu cánh ngàn với tỷ lệ đực cải là 1:1:3. Tức là cái tìm hiểu cái rây đực này, rây cải này để chúng ta biết là khi mà rây cải nhiều thì tỷ lệ gây dịch rây chảy ra nó sẽ cao hơn. Vì nguyên nhân là rây đực là nó vẫn chích hút, nhưng mà rây đực là nó không đẻ trứng, còn rây cải là nó đẻ trứng, mà cái tốc độ đẻ trứng của rây cải rất là lớn. Nên mình khi ra ruộng ấy thì mình chú ý cho hai lưu thì hai cái rây. Thứ nhất rây đực là chỉ có cánh dài, còn rây cải là có cả cánh ngắn và cánh dài. Đó là hai lưu ý. Nên là khi mình thăm đồng mà cảm thấy rây ngắn nhiều thì đó, rây cánh ngắn nhiều thì đó là rây cải nhiều, mà rây cải nhiều thì khả năng sinh sản nó sẽ cao, mà sẽ gây ra nguy cơ chảy rây. Đó là cái hai cái điểm tôi muốn nhấn mạnh. Còn những cái hình dạng của con rây thế nào thì cái này đồng chí Yên Tân đã chia sẻ.
Còn một số nguyên nhân phòng trừ ra hiệu quả, thứ nhất là khí lúa trầu á, là mình cái chuỗi nên đào hôn cầu bóng này, đen lẹp hạt này, bạc lạ này, rồi khấu van, nhưng mà thường thường ít chuỗi về đối tượng rây. Đối tượng rây nó phá hoại là trong suốt quá trình cây lúa cho đến khi lúa chắc xanh. Mình phun lúa trầu bóng xong rồi nhưng mà lúa chưa ngâm sữa, giai đoạn ngâm sữa là rây là phá hại mạnh nhất, là mình không chú ý. Còn thứ hai là chọn, thứ hai là do người dân là chọn các loại thuốc chưa đặc hiệu. Thứ ba là các cái sản phẩm thuốc trừ rây là phun xông hơi từ đầu vụ, không đúng thời điểm. Cái này tôi nhấn mạnh là tức là các cái sản phẩm trừ rây thuộc xông hơi ấy thì nên khuyến cáo khí lúa chín sạp, khí đó có dịch chay mới phun. Còn trước đó thì không nên dùng thuộc xông hơi cho sản phẩm rây. Vì lý do tại sao? Vì lý do trên đồng ruộng là nó có hai pha, pha trứng và pha rây. Mà khi mình phun thuộc xông hơi lên thì trứng nó sẽ nở nhanh và nở tập trung, thì dễ gây ra dịch dày đâu. Vì cái thuộc xông hơi là làm nhiệt độ của đồng quân thể đồng ruộng nó cao lên. Thứ hai, thứ tiếp theo là cái công tác dự tính dự báo là có thể là chưa chuẩn, vì do chủ quan rây đầu vụ. Còn đối với ở Nghệ An ấy, cái thời điểm rây thì xuất hiện từ đầu đến cuối, nhưng mà thời điểm quan trọng nhất để chủ đối tượng rây khỏi chạy, thứ hai là có một nám như vậy là có hai vụ lúa, vụ xuân và vụ hè. Vụ xuân thì mình chủ ý tháng 4 và tháng 5, đầu tháng 4 cuối tháng 5, cả tháng 4 và đầu tháng 5. Còn vào vụ lúa vụ hè và vụ mùa mình chủ ý tháng 8, tháng 9, những cái thời điểm mà là dễ gây chạy rây. Còn ngưỡng theo cơ quan nhà nước thì đánh giá theo ngưỡng phong trừ ấy, mật độ rây là khoảng 7-8 đến 1.000 con trên mét vuông. Tức là cái này tùy vào giai đoạn của lúa, tức lúa để nhánh thì mức phong trừ để khỏi chạy rây là khoảng 700 con trên một đơn vị mét vuông. Còn lúc lúa ngâm sữa thì khoảng 100 con trên đơn vị một mét vuông. Thì cái này thì mình nếu mà lúa cấy ấy thì một khóm như vậy là khoảng 15 đến 18 con là mình nên phòng trừ. Nhưng mà thực tiễn là mình đếm, khi mình đếm mình nhỏ một khóm lên thì khi nó mình, ví dụ mình đếm 10 con thì chắc chắn cái khóm đó là sẽ là 15 con. Nhưng cái mình không đếm được là mình phải tính đề phòng. Còn đối với lúa gieo thì mình phải lấy từng nhánh một, từng nhánh một, thì nhánh khoảng 2-3 con là mình phải phòng trừ rây để hạn chế chạy rây. Còn công ty AD thì xin giới thiệu có 3 cái sản phẩm để trừ rây. Thứ nhất là cái một shipper thì thuộc một shipper này là bá sào quế đập cơ. Thì hẳn ở trên thị trường hiện nay là ở vùng Bắc Trung Bộ thì thường đang bán cái loại 5 gram. Thì đối với cái thuộc trừ rây thì thường dùng là hai gói trung bình 18 đến 20 lít. Thì đấy là hoạt chất aceta. Nhưng mà đối với cái một shipper này thì aceta trên thị trường rất nhiều, nhưng mà aceta của công ty AD thì hàm lượng rất chứ cao. Tức là gọi thuộc này nhỏ nhưng là có họ, vì nó tỷ lệ aceta là nó 36%, còn các công ty khác các bạc chủ ấy là nó chỉ có 12-13%, nhưng mà đối với cái một shipper này là 36%. Nên là hiệu quả trừ không chỉ trừ rây mà trừ rệp đến mía cũng rất hiệu quả rất chứ cao. Còn cái sản phẩm thứ hai là cái sản phẩm như sản phẩm chị Yến cái này giới thiệu là chá tốt ở vùng đấy, theo tôi đánh giá là một cái thuộc trừ rây hiện đại nhất hiện nay. Cái chá tốt thì ở miền Trung thì miền Bắc thì miền Trung thì người ta dùng loại 15 gram. Tại sao đây tôi nói là chữ chá tốt này là hiện đại nhất hiện nay, vì là chá tốt là có hai hoạt chất, một hoạt chất là bưu phong, hai là hoạt chất pimetrogin. Bu phóng thì chống con rây lột xác, tức là khi rây cám mà nó sẽ trải qua 5 lần lột xác, mà cái chất bu phóng này thì nó chống lột xác thì làm cho con rây nó sẽ bị chết.
rây cải rây đất đều bị chết cả. Còn cái hoạt chất pimetrozin này là cái hoạt chất này là chuyện đã nói chung là đều đánh giá rây thì hoạt chất pimetrozin là hoạt chất là trừ rây hiện nay là hiệu quả và tốt nhất hiện nay. Vì sao? Vì cái hoạt chất pimetrozin nó ảnh hưởng đến tế, nó làm ảnh hưởng đến tế bào thần kinh, kiểm soát tuyến nước bọt của loài côn trùng dịch hụt, nên khi tuyến nước bọt bị ngăn cản thì con rây này không thực hiện được dịch hụt, dẫn đến nó bị đói nên là nó chết. Nó cơ chế rất đơn giản. Thuộc này có hai hoạt chất, một hoạt chất là lột xác, một hoạt chất là để con rây là không dịch hụt được là sẽ bị chết. Có một con tối cùng có một cái nám là phong trư rây nấu thì phun cái chất tốt này, thì đối với rây nấu là thường thường là nó xuất hiện ở bên dưới gốc ấy, nhưng mà phun cái chất tốt này lại có cái hoạt chất pimetrozin ấy là nó chạy lên ngọn. Người dân hoảng ấy, nhưng mà tôi thấy là cái pimetrozin này là làm cho con thần kinh của con rây nó loạn lên, nó bạn đi lên, nhưng mà sau này nó không chích chụt được là nó không có sức và nó đói mà nó chết, nên nó ở trên lá nó không việc gì cả, nó chết luôn. Đây. Con có một cái sản phẩm là trừ rây đau vụ thuộc này thì Imida, thì hầu như trên thị trường thì Imida rất nhiều, nhưng mà công ty còn có sản phẩm là Adino. Thì đối với cái sản phẩm này tôi định vì là sản phẩm này thì nên phun rây đau vụ sáu gieo cải khoảng 10-15 ngày đối với vụ hè. Cái này là được cả bò trầy nhá, lưu ý rây với bò trầy là dòng chích hút, nên là mình nếu mà phun bò trầy là mình cũng phun thuốc rây cũng là hiệu quả luôn. Lưu ý bà con ạ, đối với bò trầy và rây là dòng chích hút nên là mình phải phun thuốc rây, không phun thuốc sâu. Đối với thuốc sâu là không thể diệt được sâu và bò trầy, mình phải phân biệt được thuộc sâu và thuộc rây. Còn lụa thì ở Nghệ An thì sắp có một số diện tích là trầu và một số diện tích là sắp trầu, thì đấy là lời thời điểm rất là quan trọng mà ngăn thì ảnh hưởng đến năng suất lúa rất nhiều. Thì đối với để phòng lúa trầu thì theo tôi thì hôm nay cùng nhân dịp chương trình thì tôi xin giới thiệu cái thời điểm phun phòng là lúc lúa tổ lé té trầu 5%, phun sáng sớm hoặc chiều mát thì ta có thể lồn các cái loại thuốc là khô van, đào ôn, rây, khuẩn, khô van một lần. Còn công ty thì có bộ sản phẩm đấy. Thứ nhất là cái y chất tốt là trừ rây, thứ hai là cái băn cán là trừ phòng trừ đầu ôn cỏ bông, phòng đầu ôn cỏ bông. Còn cái Adivin là phun phòng trừ khô van. Còn cái một sức bở là trừ rây. Còn cái y giá lỗ xin lỗi quý vị là y giá tổ là trừ khuẩn, các loại khuẩn như khuẩn bạc lá. Thì đến đây một là có một số cái chia sẻ như vậy, hy vọng là mọi người là nghe rõ, có vấn đề gì còn thắc mắc thì hỏi, đặt câu hỏi cho chương trình. Và hy vọng là mọi người chúng ta đây xem thì nếu ủng hộ em và công ty thì xin các bác cho like và chia sẻ cho mọi người đều biết để có một cái mùa vàng bội thu. Chúc các bác là có một cái mùa hè này là có cái mùa vàng bội thu về sản phẩm đối với cái lúa nói riêng và các cái sản phẩm cây trồng khác nói chung. Xin mời trường quay. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của kỹ sư Nguyễn Cảnh Hùng với kinh nghiệm thực tế về cách phát hiện dày hại lúa, thời điểm phòng trừ dày và cách mà bà con tại Nghệ An cũng như rất nhiều các tỉnh thành trên cả nước đang phòng trừ dày cho cây lúa trước chỗ bằng bộ sản phẩm ưu việt như là Mốt Super, Cha Tốt và Adido của công ty ADI. Và công ty ADI chúng tôi thì thường xuyên có những hoạt động ngoài đồng ruộng để tiếp xúc và hỗ trợ kỹ thuật cho bà con và cũng sẽ liên tục có các chuyên đề riêng cho từng nhóm đối tượng cây trồng để cùng đồng hành với bà con trong các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cây trồng, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.
Và hiện tại thì như kỹ sư Nguyễn Cảnh Hùng vừa nói thì ban biên tập chương trình đã nhận được một số câu hỏi của bà con nông dân gửi đến. Và sau đây thì em xin phép được đọc câu hỏi và xin mời chuyên gia kỹ sư của chúng ta sẽ giải đáp ạ. Câu hỏi thứ nhất của khán giả Hải Ninh ạ. Khán giả có biết rằng tôi ở Nghĩa Đàn, Nghệ An, lúa nhà tôi đang đồng to rồi mà khi ra ruộng khua khua lúa thì chỉ thấy có mấy cái con gì trắng trắng nổi lên ở gần gốc lúa. Đó là gì vậy thưa chuyên gia? Và với câu hỏi đầu tiên này thì xin mời kỹ sư Nguyễn Cảnh Hùng sẽ giải đáp cho quý bà con ạ. Vâng, xin cảm ơn cái câu hỏi rất chính là hái của bác ở Nghệ Đan. Thì đối với cái thời tiết nóng ẩm, nhiệt độ 26 đến 30 và trời có mưa nóng xen kẽ, thì nghe cái ấy của bác miêu tả đó thì tôi đoán là đó là đối tượng rầy nâu hoặc rầy lưng trắng xuất hiện. Thì đối với cái thời điểm đó thì nếu mà lúa sắp xóa rổ ấy thì bác kết hợp phong trừ tổng hợp như 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 tôi đã giới thiệu cái này ấy, thì là có cái bên công ty có cái sản phẩm là một super với là bạc cộng với thêm một lần phun thì một lần khó mà phong trừ được nhiều đối tượng là bạc kết hợp một super y chát tốt và bàn can và cái Adivin của công ty A đây thì sẽ phong trừ tổng hợp được rầy nâu, rầy lưng trắng, phong được bệnh đầu ôn, phong được khuẩn và phong được khô van. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn câu trả lời rất là chi tiết của kỹ sư. Và quý khán giả ấy, mình đã nhớ những cái sản phẩm mà kỹ sư của chúng ta đã đọc chưa ạ? Và hy vọng rằng là quý khán giả sẽ có thể mua được những cái sản phẩm này ở đại lý gần nhà mình nhất nhé. Và câu hỏi thứ hai này sẽ là của khán giả Hồ Tiến Minh ạ. Khán giả có hỏi rằng là chương trình cho tôi hỏi, lúa nhà tôi vụ này thấy có xuất hiện dày màu nâu và màu trắng. Trên ruộng lại có những đám lúa lá màu hơi vàng, cây thấp. Kỹ sư có biện pháp nào trừ dày và thúc cây lúa xanh lại không? Và với câu hỏi số 2 này thì xin được mời chuyên gia Yên Trần sẽ giải đáp cho quý bà con ạ. Vâng, rất là cảm ơn cái câu hỏi vừa rồi của vị khán giả. Với cái trường hợp mà ruộng lúa nhà mình có xuất hiện cả dày nâu và con dày lưng trắng và lúa nhà mình đã bắt đầu có hiện tượng vàng ấy, thì tôi khuyến cáo là chúng ta quản lý con dày bằng cái sản phẩm mốt super 36 với độ G thì có thể sử dụng là hai gói 5 gram, tức là 10 gram cho bình 18 lít. Và trong cái quá trình mà bà con để kết hợp thúc luôn cho cây cây lúa chúng ta xanh trở lại thì bà con có thể kết hợp thêm là phân bón lá Butamac 1, nó là phân bón lá hữu cơ cho nên là nó sẽ giúp cho cái cây lúa chúng ta giải độc nhanh hơn. Thì cái Butamac 1 thì chúng ta phun với liều là 25 ml, 25 cc, tức là một chai 100 cc thì chia làm 4 bình 18 lít và chúng ta kết hợp thêm khoảng 25 g NPK 30 10 10 để giúp cho cây lúa chúng ta vươn lóng nhanh và phục hồi nhanh sau khi mà bị dày gây hại. Chung quy lại là chúng ta sẽ dùng là hai gói mốt super 36 với lông G loại 5 gram trên một gói cộng với 25 cc phân bón lá Butamac 1 cộng với 25 gram phân bón lá NPK 30 10 10 pha trong một bình 18 đến 20 lít nước phun đều trên cây thì sẽ cây lúa chúng ta sẽ có khả năng phục hồi trở lại và chúc cho ruộng lúa của chúng ta sẽ có mùa bội thu. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn câu trả lời của chuyên gia kỹ sư Yên Trần. Và vị khán giả ấy, mình nếu mà mình chưa nghe rõ được câu trả lời của kỹ sư thì mình có thể nhắn tin hoặc để lại bình luận thì các kỹ sư của chúng tôi sẽ đưa lại thông tin về sử dụng các sản phẩm để trừ dày cho quý bà con nhé. Và câu hỏi cuối cùng này thì của khán giả Ngô Yến ạ. Khán giả có hỏi rằng là kỹ sư cho tôi hỏi khi nào thì phun trừ dày và có cần chú ý gì không? Với câu hỏi này thì xin được mời kỹ sư Nguyễn Cảnh Hùng sẽ quay lại chương trình để giải đáp cho quý khán giả. Vâng, cảm ơn cái câu hỏi của đồng chí vừa vừa nãy cái câu hỏi ấy, tức là cái câu hỏi này thì quý vị hỏi nhưng mà thực tế là nó không được rõ rõ thời điểm mà nào hoặc là khi nào lại phun trừ rầy. Thì đối với cơ quan nhà nước ấy, không nhắc lại với vì
với bạn một cái câu hỏi, tức là trả lời câu hỏi này nó rộng một tí, tức đối với cơ quan nhà nước thì đối với rây đẻ nhánh ấy, đối với giai đoạn lúa đẻ nhánh ấy thì khoảng 700 con trên 1 mét vuông là mình phun phòng trừ, tức là một một khóm như vậy là khoảng 10 con. Còn đối với lúa giai đoạn lúa trầu thì là khoảng 1.000 con trên 1 mét vuông, tức là khoảng 12, 14, 15 con trên một một khóm. Đấy. Còn đối với cái thời điểm phun thì đối với rây hiệu quả nhất, cái thời điểm là nguy hiểm nhất để cháy rây, thứ nhất là đối với tháng 4, tháng 5 dương lịch là hai là một thời điểm là rây dễ bị cháy. Thứ hai là tháng 8, tháng 9 là rễ cùng rây bị dễ bị cháy. Thì theo tôi thì không không ngoài cái công việc là mình phải thực tế là mình phải lội ruộng để kiểm tra đồng ruộng thực tế của mình. Nhưng mà có ở một số cái người dân như quen thói quen là người ta phun phong lúc trầu lê tê là người ta phun một lần. Còn 6-7 đến 10 ngày người ta phải lội ruộng xem cái giai đoạn lúa chín sửa chín sạp có rây dưới gốc hay không, thì người ta sẽ phun một lần nữa. Cho dù mùa hè hoặc là mùa xuân thì trước trầu lê tê, khi lúa trầu lê tê thì phải phun một phong một lần. Còn khi lúa trầu chín sửa sang chuẩn bị lúa chín sửa là mình phải lội ruộng kiểm tra dưới gốc lúa có bị rây không. Nếu mật độ mà cao như tôi cái này giải thích đó thì mình phải bắt buộc phải phun. Đó là theo theo đồ đôi mới trả lời trên cây lúa. Cái này vì khán giả này thì cũng hiểu là phun rây trên cây nào, nhưng mà tôi trả lời trong chương trình này là trả lời trên cây lúa. Đấy. Dạ vâng ạ. Vâng, khán giả Ngô Yến ơi, bởi vì là câu hỏi của mình cũng chưa rõ ý cho lắm. Thì chuyên gia của chúng tôi trả lời theo kinh nghiệm của chuyên gia, của kỹ sư. Và nếu mà khán giả muốn có câu hỏi, có câu trả lời chi tiết hơn ấy, thì mình hãy nhắn tin thông tin ruộng lúa nhà mình và tình trạng như thế nào để các kỹ sư của chúng tôi sẽ giải đáp cho quý bà con nhé. Và xin cảm ơn những chia sẻ và giải đáp của chuyên gia Yên Trần, kỹ sư Hùng dành cho các câu hỏi mà quý khán giả đã gửi đến trong chương trình. Và mong rằng bà con sẽ sử dụng hiệu quả bộ sản phẩm của công ty ADI để phòng trừ rầy cho lúa giai đoạn trước chỗ. Và đến đây thì thời lượng phát sóng chương trình chia sẻ kiến thức nông nghiệp hàng tuần của công ty ADI đã đến lúc kết thúc. Cảm ơn chuyên gia Yên Trần và kỹ sư Nguyễn Cảnh Hùng đã nhận lời tham gia chương trình. Quý bà con đừng quên nhấn nút like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận được các thông báo khi buổi live stream diễn ra. Và mọi thắc mắc của quý bà con thì hãy để lại dưới phần bình luận, trong phần tin nhắn hoặc liên hệ đến hotline 0243 5400 598 để được các bạn kỹ thuật viên hỗ trợ và hướng dẫn nhanh nhất. Rất cảm ơn tất cả quý bà con, quý khán giả đã luôn quan tâm và dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.